Anh có cầm cây rồi cầm dao hay cái gì mà mẹ anh nói chung là dì Hồng á em có ơi, la quá trời. Dì cái Hồng có phải em mới nói đó, vậy sao mới ban đầu á cô điện cho anh Thận á, cô nói xấu con được rồi bây giờ cô không điện, cô kêu con điện thôi cô đi về đi, con không muốn nói chuyện với cô. Cái bà nói mấy thằng YouTube này nè nó sùng nó chó toàn á là quay á lừa đảo người ta rồi ăn tiền tiền á người ta cho hả ăn tiền giống như là bó tay luôn cô chú anh chị ơi, chửi luôn cả Thuận luôn rồi. uống thuốc chứ vô nước biển cho bác sĩ theo dõi là cái thai của em bị hư á, bị sảy. Rồi, vậy đó hả? Dạ. Nói vậy đó mà bây giờ là thêm một cái áp lực là bị như thế này nè, chọi đá rồi hâm quýnh hâm đâm chém gì tùm lum tùm la hết trơn luôn. Thân nhật được cái cuộc gọi của em Loan của chú anh chị là em bị tấn công, bị chọi đá đồ vô nhà này cô chú anh chị. Cái này chọi hồi nào vậy em? Dạ trời thì phi anh hồi 12 giờ. Là em ngủ trong nhà hay gì? Dạ em ngủ trong nhà rồi con của cô Hồng á đi nhậu về rồi chọi đá vô trong nhà, em nghe chọi một cái đùng em giật mình thức dậy em không biết gì á, hồi chọi thêm cái nữa rồi cái anh đó kêu em á là con đỉ mày đi ra mày nói chuyện tao hay là tao vô được á tao quýnh mày lòi còng mày á, mà ngày hôm qua là em nằm trong bệnh viện em mới đi về nữa. À, có gì là mới đi bệnh viện đó hả? Dạ em mới đi bệnh viện con của em không có miếng nước ối nào luôn anh. Rồi bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói em phải gán ăn uống đồ vô rồi uống thuốc đồ nguyên bịch thuốc luôn nhiều vô á là con em mới giữ được con còn không ấy á, là không có uống thuốc nhiều vô với đi vô nước biển á là con của em á là bị sảy. Rồi hàng chi anh gọi em Dạ 2 3 ngày không gọn được phải không, là có nằm viện không? dạ có em nằm trong bệnh viện ngày hôm qua cái bụng của em đau em đi không được luôn, cái chị kia thấy bên này em mới đỡ đỡ tại em có uống thuốc của bệnh viện á rồi cái nó mới đỡ đau. Vậy là em về hồi nào? Dạ em về hồi chiều hôm qua. Chiều hôm qua rồi bị về luôn hả? Dạ là rồi cái em đau bụng quá em nằm ở trong phòng á rồi em uống thuốc á nó đỡ đau rồi em uống miếng sữa vô thì có thuốc tối em ngủ. Rồi em ngủ cái quay qua là cái anh đó với cô Hồng á là đứng ở trước la làng lên vậy đó. Vậy là chuyện qua chửi bới ôm sòm đây nữa. Dạ mà ảnh nhậu về rồi ảnh sảnh rồi á giấc khuya á là ảnh đi về ảnh chọi đá vô rồi ảnh chửi ảnh đi qua mấy lần luôn. Trời ơi, ngoài em ra có ai biết nữa không? Dạ vòng vòng ở xóm biết nhưng mà cha em chưa có biết tại vì em không có dám nói cho cha. À, rồi giờ là cô chú chị đá hồng tới bên kia nữa, quay bên góc cột kia luôn đi. Nếu Là mà em ở trong nhà vậy luôn hả? dạ em ở trong phòng á, nếu mà hồi hôm á mà ảnh mà đi cổng rào á mà cha em á không có bóp lại là ảnh đi vô được á là chắc ảnh cũng giết em, ảnh quýnh em hay là ảnh giết em về hôm ảnh làm dữ trời lắm. Ảnh đi về rồi cái mẹ của ảnh á cô Hồng cũng có cản cản anh rồi cái dắt anh đi về nhà cái anh đi về Giờ cái là ảnh đi qua nữa. à, giờ là tận mắt em thấy luôn, biết luôn đó phải Dạ không? em đứng ở trong nhà em dòm cái lỗ ra chứ một mình em gì em bầu bì rồi em bị tai nạn vậy em không dám ra nữa. Trời ơi, vậy là đêm hôm là em ở nhà một mình hay sao? Dạ em ở nhà mình ảnh có đi Sợ qua 2 3 lần luôn giờ sợ ảnh có ảnh có cầm cây rồi cầm dao hay cái gì mà mẹ ảnh nói chung là dì Hồng á có la quá trời dì Hồng có cản rồi không? Ừ. mà mới ban đầu thì dì Hồng với ảnh có đi qua bên đây còn hồi ảnh quậy quá trời luôn rồi anh chửi ảnh rồi quýnh em á rồi đâm em rồi dì Hồng mới cản dì Hồng có kéo anh đi về bên nhà. Là bà con ở đây biết phải không? Dạ Ở vòng nhà vòng kia ở biết đây không? ai cũng biết đó anh, người ta sáng á, em bằng ngày rồi á rồi em mới dám mở cửa ra thì mấy chị ở sớm á nói làm gì mà hồi hôm á cái thằng đó nó lại nó quậy nó la làng vậy. Vòng vòng ở sớm thì ai cũng biết á mà người ta không dám đứng ra làm chứng anh tại vì người ta sợ mấy con của cô á sỉnh về rồi kiếm chuyện.
Cô chú anh chị ơi, Thuận hỏi bà con lối xóm ở đây rồi thì xác nhận là đêm hôm là nhà của em Loan bị trội rất là nhiều, bị trội vì la lối ôm sòm nữa, cho nên nó thì Thuận thì bảo mật lại cho bà con, Thuận không có quậy bà con ở đây. Thì bà con xác nhận lại là đêm hôm là quậy dữ lắm. Câu chuyện này là có thật rồi. Hôm qua chửi bới như sao? Dạ, mới ban đầu chọi một hai cục gạch vô, cái em nghe cái đùng. Sau cái rồi, lúc bữa chiều kia là họ chửi sao? Là em đau bụng, em nằm ở trong cái giọng á, cô mới kêu em mở cửa mà em đi ra không nổi. Rồi cái em cũng không mở nữa, tại vì em không muốn nói chuyện với cô. Cái cô mới nói là cô nói là mở cửa ra con nói chuyện rõ, nói giữa con cô không có gì nói hết trơn, con mệt quá, con đau bụng, cãi lộn với cô không nổi. Cái bà chửi sầm, rồi bà nói mấy thằng YouTube chó quay qua chỉ biết ăn tiền thôi à, quay chó, quay điểu cái này nọ. Rồi cái bà mới nói điện cho thằng Thượng Phạm đi xuống. Cái nói sao cô có số điện thoại thì cô không điện đi. Cái bà mới nói là điện hoài á nó không nghe máy. Cái em mới nói vậy sao mới ban đầu cô điện cho anh Thuận, cô nói xấu con được, rồi bây giờ cô không điện, cô kêu con điện, thôi cô đi về đi, con không muốn nói chuyện với cô. Cái bà nói mấy thằng YouTube này nè, nó sâu lùng nó chó, toàn là quay lừa đảo người ta, rồi ăn tiền người ta cho hả, ăn tiền giống như là bà nói cái câu gì nghe nó. Rồi bà chửi cả anh luôn vậy đó hả? Dạ. Bà rồi kêu tên anh chửi luôn không? Bà nói để thằng Thượng Phạm đi xuống á, rồi bà nói cái nói cô nói cái gì, người ta làm YouTube á là người ta quay qua ai ủng hộ kinh thì cái chuyện đó là ảnh có tiền hay là cái chuyện đó gì là chuyện của ảnh, còn quay qua tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ bao nhiêu á thì ảnh đưa bao nhiêu, thấy ảnh cứu biết bao nhiêu người mảnh đời bất hạnh không mà quay qua cô nói vậy. Rồi cái bà nói để bà kiếm cái YouTube khác. Bà nói lên em với thằng Thần Phạm với mấy thằng YouTube chó này là toàn là lừa đảo lừa gạt ta không à. Bà nói vậy đó, là ngày đó là em đi bệnh viện luôn á, tối lại là em đau bụng quá, rồi cái em điện sơ em chở em đi bệnh viện, rồi em đi 2 ngày trời, là nghỉ ngày hôm kia, ngày hôm qua nè em mới đi về tới, là tối con của cô á đi lại quậy á. Bó tay luôn cô chú anh chị ơi, chửi luôn cả Thuận luôn rồi. Mới ban đầu cô chối cô nói cô không nhận gì hết á. Cái cô nói cô không biết anh, cô không có gọi cho anh. Cái em mới nói nè, cô đứng ở đó đi, con không có sức con cự với cô. Nhưng mà con bắt lên cho cô nghe, cô lớn tuổi hơn cha con. Mà cô để cho đứa con nít 20-30 tuổi đầu á, chửi cô vẫn nói nặng cô. Dù cô sống đúng đi, cô nhỏ, đứa con nít nhỏ xíu con cũng nể nữa. Còn này cô 50-60 tuổi đầu rồi, mà cô ăn ngang cô nói ngược ra. Cái em mới bắt cho cô nghe cái ghi âm với cái ghi âm cho cô nghe đó. Cái lúc đó cô mới nhận, cô mới nói là cô điện cho anh đó, là cô kêu anh đó là xác nhận kỹ thôi, chứ cô đâu có nói là em gãy tay gãy chân với có bầu giả bộ đâu. Cái gì cô cũng nói được hết trơn là cái cô này bó tay luôn, anh xác nhận em rồi hết trơn rồi này nọ. Dạ. Cái những cái gì của em còn giấu gì nữa không? Quay qua cái cô lôi ra tới cái vụ em đi tù mang án treo đã, rồi bây giờ cái anh cũng xác nhận giùm em cũng nói là cái cuộc đời em hay cảnh khổ em vậy đó, em có phạm pháp. Dạ rồi, nói rồi. Dạ cái em cũng nói cho anh chị xem đài với Mạnh Thường Quân là nghe với xem giùm. Rồi cái bây giờ là tối con của cô đi qua quậy, bữa trước thì cô đi qua cô chửi em. Tóm lại là mục tiêu của cô là không muốn cho là em được giúp đỡ phải không? Dạ. Rồi coi như là thiệt cái đường sống của em luôn. Em cũng nói với anh chị xin đài với Mạnh Thường Quân thương em, nếu mà em ở đây á, có một thân một mình mà em có bầu, em gãy tay gãy chân gì nữa, mà em sau này á, em mà có bị cái gì á là do cô Hồng hoặc là con của cô Hồng á là ấy, tại vì con của cô Hồng á là từng hâm em, là quýnh em hoặc là đâm em. À cả đó luôn á hả? Dạ. Hồi hôm chửi em quá trời luôn rồi, nếu mà hồi hôm á cha em không khóa cổng gào, tại vì ngày hôm qua trời mưa cha em có chạy xuống. Rồi cái em đi không nổi, em mượn cha em phá bóp cổng gào lại giùm em. Là cha bóp á, rồi cái em uống thuốc, cái em đau quá, cái em hồi cái nó có thuốc ngủ á anh. Cái em mới ngủ. Thì em ngủ tới 12 giờ.
hôm em dòm đồng hồ còn 5 phút nữa 12 giờ là cô với con cô qua cự lộn. Mới đầu cô đứng cô cự lộn, cô chửi lộn với em luôn mà. Nhưng mà hồi hôm em không có cự gì, mấy chị với dòng dòng ở xóm này xác nhận là hồi hôm á là cô Hồng chửi xong rồi con của cô Hồng quậy, chứ em không có nói gì hết, tại vì em đau bụng em nói không có nổi. Thuận xác nhận rồi cô chú anh chị, Thuận đi hỏi vòng vòng bà con rồi, nhưng mà bà con ở đây sợ liên lụy cho nên Thuận có hỏi từng nhà hết rồi. Thì câu chuyện của em là đêm hôm bị trội như vậy nè, từ hôm qua nữa nó là như vậy đó, bị hâm dọa này nữa, sợ không em? Dạ em sợ. Cái chuyện không có gì hết trơn á, chuyện nếu mà cô có nói em, cô nói em rồi á thì sự việc sao anh Thuận hỏi thì em cũng kể. Em kể vậy chứ em đâu có thêm bớt gì đâu. Mà con cô thì chửi em, con của cô thì đều quýnh em, rồi đâm em. Rồi em ở mình vậy nè, mà em có bầu, em bị tai nạn xe rồi em đặt ngoèn về, em sợ lỡ sau này á em có cái gì á là em cũng không biết làm sao nữa. Cô chú anh chị ơi, thì Thuận giúp đỡ cho em Loan đâu có liên quan gì với cô đâu, không có đụng chạm gì tới cô luôn. Tự cô nhắn tin vô, tự gọi qua Thuận, rồi tự tìm tới nhà Loan rồi quậy phá vậy luôn. Hôm trước là cô hâm sao? Cô nói là cô không có giúp đỡ em, nhưng mà quay qua là cô không có cho Mạnh trên YouTube hay là anh chị xem đài hay Mạnh Thường Quân á giúp em ngàn nào hết á, mà em cũng không nhận được ngàn nào. Nếu cô còn là cô không cho em nhận được ngàn nào. Mà cái chuyện vậy á, đáng lý cô nói em á trước, nhưng mà rồi á anh Thuận hỏi sao em mới nói vậy, nhưng mà toàn là cô chối không à. Cái ghi âm á với cái tin nhắn á, cô nói mới với anh Thuận em còn để lại đây nè, anh mà cũng còn giữ nè, anh còn giữ cô vẫn còn chối. Rồi bây giờ là cô lên tiếng này, cô này là nói là sẽ kết hợp với YouTube khác để tiếp tục hại em phải không? Dạ cô nói á, nếu mà thằng Thuận Phạm á nó giúp mày vậy á thì tao chờ nó xuống tao nói chuyện. Cô không biết giúp người ta, còn ảnh đi giúp người không à, mà cô có gây cái áp lực cho ảnh. Ai cũng có cái công chuyện riêng hay cái áp lực của người ta. Cái cô nói vậy cô điện cái YouTube dạ. khác. Bây giờ anh đang đứng đây nè, đang chờ cô qua nè. Nó thì cũng lạ lắm cô chú anh chị, không có động chạm gì hết trơn, không có, coi như là cô cũng không ủng hộ ngàn nào, cô cũng không có được cái lời gì hết trơn, mà cứ vậy ập tới hoài. Từ cái lúc mà Thuận để ý là lần đầu tiên là cho 1 triệu là không có vấn đề gì hết ha. Dạ đúng rồi. Chứ nằm trong bệnh viện là không có vấn đề gì hết. Dạ. Sau khi mà đọc con danh sách của cô chú Mạnh Thường Quân lên là số tiền hơn 10 triệu. Dạ. Hơn 10 triệu là anh trao cho em rồi. Dạ. Là bắt đầu là có chuyện. Dạ lúc đó là anh trao cho em 10 triệu rưỡi với cho em bao gạo. Là em dòm là anh đăng lên đó là lúc 11 giờ rưỡi. Là 1 giờ rưỡi á, chưa được 1 giờ rưỡi là cô có gọi cho anh Thuận là cô nói là em lường gạt, không phải là té xe hay là có bầu đâu. Rồi anh Thuận có xác nhận là em có bầu với tai nạn xe, còn mấy công chỉ em chưa cắt á. Thì quay qua cô có đang cắt chỉ hết trơn chưa? Dạ em cắt chỉ hết rồi anh. À. Rồi quay qua cô mới nói với điện cho anh Thuận là nói là đi vô xã hay là đi vô công an ấp hay là lên xã gì á xác nhận coi em có cái án treo. Thí dụ bây giờ á em có cái án treo đi, nhưng mà cái tai nạn em đã nói rồi, em phạm pháp hôm trước em nói rồi. Cái vụ gì buôn bán trong cái quán đó phải không? Em đã nói rồi, thì mình còn cái gì giấu nữa không? Dạ không, em không có giấu gì. Mà đáng lý ra nếu mà cô á như mọi người khác, cô cũng có con hoặc là có cháu, cô cũng có con gái về, cô cũng có cháu, cô không có giúp đỡ em không có nói, mà cô không thương em á thì em cũng biết sao. Nhưng mà em không cha không mẹ, rồi quay qua em đi bán quán vậy, rồi em bị tai nạn vậy. Mà hồi đó giờ em với cô á chưa có cự lộn hay là xích mích gì với nhau, mà tự nhiên cô đi hại em vậy em cũng không biết nữa. Cuộc đời em từ nhỏ tới lớn á là may mắn nó không được đến với em, toàn là em gặp cái gì đâu không à. Cô chú anh chị, nhiều khi á câu chuyện của em á thì nếu mà kể bằng miệng chắc có lẽ là nhiều người không tin đâu. Tại vì em gọi điện với Thuận á là em nói em không có nhà cửa giờ hết, mà em mang bầu 6 tháng rồi đi lang thang đồ vân vân, rồi bị người anh gì đó thì câu chuyện mà tình dục lùm lum hết trơn đó cô chú anh chị, cô chị đã thấy đó.
rồi ăn cơm thiêu, ngủ chuồng bò, rồi tự nhiên rồi bị tai nạn như thế này. Em đi bộ em xin cơm ăn, em mới bị xe đụng á. Rồi bên cái người mà đụng xe em á cũng khổ lắm. Rồi quay qua mới ban đầu em nằm trên bệnh viện đưa cho em 4 triệu. Để anh kể hết cái câu chuyện của em ha. Rồi sau khi mà em mà kết nối được với Thuận á, thì Thuận quay lên là cái câu chuyện của em nó quá nhiều lý do đi. Thì sau khi giúp đỡ lại là thêm một cái lý do nữa. Cho tới ngày hôm nay là cô chú anh chị thấy là cái cuộc đời của em là Thuận thấy là nó gặp rất là nhiều là chắc chiêu. Nhưng mà Thuận nghĩ là cái bầu thai của trong bụng của em đang mang á, có duyên với cô chú Mạnh Thường Quân với Thuận để được cứu giúp cái thai nhi được chào đời. Mà hôm nay Thuận tới giúp á, thì thấy cô chú Mạnh Thường Quân thương thì Thuận cũng rất là mừng. Mà không ngờ thì em xảy ra cái vụ việc như thế này. Thì bây giờ thì em tiến hành ở đây thì báo cô chú cán bộ như là công an ở đây đi, để xem cái sự việc cán bộ ở đây xử lý thế nào ha. Dạ. Báo chính quyền địa phương ở đây đi, báo trưởng ấp rồi này nọ báo hết. Còn nếu mà ở đây sợ em thấy không an toàn, anh sẽ di chuyển cho em một cái căn trọ để em ở ha. Dạ. Chứ ở đây thì thằng thấy không yên tâm, cô chú chị em thấy như sao? Dạ, em ở đây em cũng sợ, nhưng mà em nếu mà anh Thuận nói vậy thì để em nói với công an xã hay là công an ấp gì, tại vì con của cô có hâm em rồi. Em nói tiếng chứ em ở chỗ khác em cũng tất cả những gì á thì em có cái điện thoại em ghi hình lại hết cho anh nha. Dạ. Rồi anh về trong đêm nay hoặc là sáng ngày mai anh sẽ gọi cho em, nếu em mà không an toàn gọi cho anh liền, anh sẽ kiếm trọ liền. Bây giờ thì anh về chắc tiến hành kiếm trọ cho em rồi đó. Dạ. Thì thử coi cái đêm nay thế nào. Dạ. Vậy ha. Rồi hôm nay cũng chúc mừng em, anh cũng nhận được tiền của Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho em nữa. Kính thưa tất cả quý cô chú Mạnh Thường Quân, hôm nay Thuận tới gia đình là nhận được thêm tiền là của cô Hương Lê ở bên Mỹ, ủng hộ là 200 đô, đổi ra được là 4.600.000. Lần trước Thuận giữ tiền của em là 11.572.000, Thuận cộng ra là 16.172.000. Số tiền này thì sanh nổ là Thuận thấy là yên tâm rồi. Nhưng mà đương nhiên thì không gầy, em đi khám bệnh rồi đi vô trong bệnh viện, bây giờ cái thai đang có gặp nguy hiểm nữa. Thuận quyết định là sẽ chích thêm 2 triệu để cho em để trong người. Đó, bây giờ thêm cái vụ này nữa cô chú anh chị. Em đi được như vậy luôn rồi đó hả? Em đi hôm qua. Thuốc đó nè, nhận tiền trước cho em. Ngày hôm qua em đi em ôm cái bụng của em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi giữ ha. Giữ cẩn thận nha. Dạ. Tại vì ở đây rất là nguy hiểm nha. Dạ. Thấy em có tiền là người ta gây áp lực cho em đó, rất là nguy hiểm nha. Dạ. Cho nên anh không có đưa tiền cho em hết được. Dạ, có gì á thì bắt đầu là ngày mai có gì thì điện cho anh liền. Thuốc này thuốc gì? Dạ thuốc này là bác sĩ kêu em phải uống thuốc này một hũ tới mấy ngàn. Em không uống là em bị sảy thai. Rồi đi về còn nhiêu tiền nữa hả? Dạ. Cũng mới vừa về luôn á hả? Dạ em về hồi chiều hôm qua. Phải về em thận điện. Bên đây em nữa. Bên đây thuốc gì? Dạ cái này là thuốc sắt với canxi. Em bị thiếu máu. Hay là tối nay cưng nhờ cái cô gì bán vé số hả nó? Cái gì? Cái cô gì? Dạ, bà đi đâu mất tiêu rồi, mấy ngày nay kiếm nó cũng không nhà gặp. Nhà người có còn người thân nào không? Nhà ngủ ở đây với em. Dạ, một hồi em bóp cổng gào lại không có sao đâu anh. Với em có một hồi em điện cho công an xã hay công an ấp gì á. Em có số điện không? Dạ có. Rồi điện cho mấy chú công an để xem cái vụ việc như thế nào để người ta bảo vệ em ha. Dạ. Bây giờ đó thì anh sẽ lập tức đi về cái chỗ của anh để anh đặt. Tạm thời anh dặn trước một cái trọ, nếu mà có sự cố gì hay là không an tâm thì anh sẽ đưa em đi di dời cái chỗ ở khác. Chứ cái chỗ ở này thì em như vậy thì ví dụ như em có thế nào được cô chú anh chị thì cái bầu thai của em cũng phải được bảo vệ. Nó bác sĩ cũng vậy, rồi chính quyền địa phương cũng vậy, em có phạm pháp, em có lỗi nặng cỡ nào thì cái bầu thai cũng phải được bảo vệ. Ngay cả bây giờ em đi
bỏ thai, bác sĩ cũng không bỏ đâu, tại vì gần sanh rồi cô chú anh chị, cho nên thai nhi phải được bảo vệ. Cô chú Mạnh Thường Quân cũng rất là thương những cái bầu thai thai nhi, tại vì nó vô tội cô chú anh chị, cho dù là bé bé không có cha đi, nó cha không biết cha đâu, nhưng mà đó là một, cũng là một cái sự sống của cái con người, biết đâu sanh ra sau này bé cũng là một cái người có đức có tài hay sao đó, cho nên mới cần được xã hội bảo vệ. Cũng như là Thuận hôm nay Thuận thấy như vậy thì Thuận cũng hết mình bảo vệ cái thai nhi. Còn cái câu chuyện của em á thì sau này á thì ví dụ như em có cơ duyên á thì Thuận không biết thế nào. Bây giờ là đầu tiên là phải cứu sống cái bào thai, bảo vệ cái bào thai, giống như bây giờ hôm nay là em đi siêu âm này của chú anh chị, nó gặp bác sĩ tư vấn cái này siêu âm phải không? Dạ, đi siêu âm. Âm này của chú anh chị. Bác sĩ nói em mà không uống thuốc chứ vô nước biển cho bác sĩ theo dõi là cái thai của em bị hư á, bị sảy. Ồ, vậy đó hả? Dạ. Nói vậy đó mà bây giờ là thêm một cái áp lực là bị như thế này nè, chọi đá rồi hâm quýnh hâm đâm chém gì tùm lum tùm la hết trơn luôn. Trước tiên là em cảm ơn anh Thuận với anh chị xem đài với Mạnh Thường Quân đã thương hai mẹ con em, giúp đỡ cho hai mẹ con em, em cảm ơn. Nếu mà anh chị xem đài với Mạnh Thường Quân với anh Thuận mà bỏ em cũng không biết làm sao nữa, tại vì lúc này em nhiều áp lực lắm, em bị tai nạn xe rồi gặp cô Hồng vậy, rồi con cô Hồng á phá rồi đòi đâm chém em, rồi em tùm lum chuyện bởi vì em không có sức khỏe. Bây giờ là cái điều cần nhất là em phải thông báo địa phương ở đây, chính quyền địa phương ở đây ha, là em bị như thế này, em để nguyên cái hiện trường như vậy để em báo rồi em mời lại ha. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý Mạnh Thường Quân và quý khán giả, Thuận sẽ tiếp tục truy cập cũng như bà con lối xóm ở đây. Thì hiện tại giờ là bà con lối xóm ở đây cũng thấy rất là sợ, không có dám ra mặt. Thì Thuận đi hỏi không thì được, nhưng mà hỏi mà quay phim đó thì mọi người ngại. Thuận sẽ cố gắng truy cập để bảo vệ em Loan an toàn. Thuận xin gửi lời chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị, quý Mạnh Thường Quân và quý khán giả đã gửi tiền cho Thuận Phạm để giúp đỡ cho em Loan một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Phải nói là cứu, hiện tại giờ là cái câu chuyện của em là chuyển qua là cứu người rồi, cứu sống mạng người rồi, cho nên thật thấy rất là đặc biệt. Xin gửi lời chân thành cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Kính thưa quý vị, Thuận cũng xin khép video lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị trong video sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Một số khán giả gọi hiện tại giờ là đang gọi trực tiếp với Thuận. Thuận cũng muốn chia sẻ cái cuộc sống của em Loan. Hiện tại Thuận sẽ chỉ gặp thêm một phim nữa để khán giả an ủi cũng như là động viên em Loan thêm.